quay anh em một đôi nhé, đẹp lõn là luôn. Đô 301 C5, hàng tuyển chọn, màng đẹp anh em, bao hàng xịn suốt đời cho anh em luôn. Loa màu gỗ, màu gỗ thì giá sẽ cao hơn màu đen khá nhiều anh em nhé. Cửa hàng chỉ bán cho anh em 7,2 triệu một đôi này thôi. Bát 20. Như dòng bò C5 này thì tiếng bát nó đánh mạnh hơn so với mặt bằng chung của dòng 301. Loa đẹp, thì càng đẹp anh em nha. Hai đôi tăm tắp nhau. Đấy. Dòng này thì công suất auto, chuyển sang auto. Đây, quay góc cạnh cho anh em xem nhé. Coi đôi này là đôi số 1 đi anh em nhé, vì thông số đây. Công suất auto, trở kháng auto 75W 6 ohm, còn 10 đến 150W với trở kháng từ 4 ohm. Loa sản xuất lắp ráp tại Mexico. Nó không phải là sản xuất tất tại Mexico đâu anh em nhé, bởi vì Mexico là lắp ráp, có thể củ loa hoặc là cái vỏ nhựa này, hoặc cái tem này, hoặc cái vỏ gỗ này, nó sẽ ở các nước nước khác, xong nó mang về nó lắp ráp thì nó gọi là lắp made in Mexico, nó gọi là toàn cầu hóa mà anh em. Loa lép, loa đài, vuông thành sát cạnh đẹp nha, sớt sát tí tí không tránh khỏi, nhưng cơ bản là rất đẹp luôn. 7,2 triệu một đôi cho anh em, màu gỗ. Dòng này thì bao anh em luôn về chất âm, quay rất rõ các chi tiết góc cạnh em nhé. Số điện thoại, địa chỉ trên tấm biển màu đỏ các bác nhá. 7,2 triệu cho em nó.